Xin chào tất cả các mến trò của Thầy. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Thầy Dương Phân Biệt. Và nói về sự lựa chọn, chúng ta có thể có rất là nhiều từ mang nghĩa chọn như là choose, choice, select, vân vân. Thế sự khác nhau là gì? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nha. Đi nào. Đầu tiên là từ choose. Đây là một động từ. Đơn giản nó có nghĩa là chọn. Danh từ của từ này là choice. Các bạn nhớ, choice là danh từ. Do đó, trong câu chúng ta nói I choose, chứ mình không nói I choice. Ngược lại, trong những trường hợp danh từ được sử dụng, thì chúng ta không nói choose mà sẽ dùng choice. Ví dụ, I have a choice. Tôi có một sự lựa chọn. I have no choice. Tôi không có sự lựa chọn. Hay là this is my choice. Đây là sự lựa chọn của tôi. Hay là I have many choices. Tôi có nhiều sự lựa chọn. Make a choice là choose đó các bạn. Make a choice có nghĩa là choose đó. Làm một sự lựa chọn. Dịch ra từng chữ thì nó hơi kỳ như vậy, nhưng mà nó chính là choose đó các bạn. Một từ nữa các bạn cũng có thể nhầm lẫn, đó là từ chose. Đây là động từ bất quy tắc ở cột thứ hai của chữ choose, dùng trong thì quá khứ đơn. Ví dụ, yesterday I chose a red dress. Và còn một từ nữa đó là từ chosen. Đây là động từ bất quy tắc ở cột thứ ba của từ choose, dùng trong các thì hoàn thành hoặc là thể bị động. Ví dụ, have you chosen any dress yet? Bạn đã chọn được cái áo nào cho mình chưa? Chẳng hạn trong thể bị động chúng ta có thể nói là last year I was chosen to talk with foreign students when they came to Vietnam. Năm ngoái tôi được chọn để nói chuyện với sinh viên nước ngoài khi mà họ tới Việt Nam chơi. Vừa rồi Thầy đã phân biệt cho các bạn về sự khác nhau của choose, chose, chosen và choice. Thế còn select là gì? Đơn giản thôi các bạn. Choose là chọn, select là tuyển. Chọn là mình chọn một thứ trong hai hoặc là nhiều thứ khác. Còn select cũng là chọn, nhưng mà bên cạnh cái sự chọn là một cái sự nỗ lực, một cái sự cẩn thận để có thể chọn được cái thứ tốt nhất. Có thể là qua nhiều vòng nữa các bạn. Tuyển mà. Khi mình nhắc tới cái chữ tuyển là người ta nghĩ tới những cái gì đó nó rất tốt, nó rất là thượng hạng. Chẳng hạn mình nói cái chữ hàng tuyển. Đó, thấy không? Và nhân đây select cũng là một tính từ, có nghĩa là tuyển luôn đó các bạn. A select player có nghĩa là một cầu thủ được tuyển đó. Ok, một ví dụ ha. He was selected to play for the Australian team. Anh ta được tuyển để chơi cho đội quốc gia. Rồi, ngoài chữ choose và select, chúng ta còn có những từ khác để nói về sự lựa chọn. Chẳng hạn như có từ pick, cũng là chọn. Pick là chọn nha. I picked a dress. Hay là yesterday we went to a restaurant and he picked beef steak and I picked salad. Tiếp theo thì có từ go for, là một phrasal verb, cũng có nghĩa là choose, là chọn luôn đó các bạn. Chẳng hạn, what plan do you go for? Bạn chọn kế hoạch nào? Hay là last week, our group went for plan B. Tuần trước, chúng tôi lựa chọn kế hoạch B. Hay là I wish I had gone for plan B. Ước gì tôi chọn kế hoạch B, mà thực tế là tôi đã không chọn. Rồi, như vậy thì vừa rồi Thầy đã giới thiệu cho các mến trò một số động từ, kể cả danh từ nói về cái sự lựa chọn. Tới đây thì tất cả các mến trò đã có thể tạm dừng được rồi, bởi vì mỗi ngày một chút thôi, vậy là được rồi. Trời, một lúc mà học quá trời từ luôn, vậy là được rồi. Nhưng mà nếu bạn nào giỏi thêm, muốn nghe thêm thì Thầy sẽ chỉ cho các bạn cái tính từ của cái sự lựa chọn, đó là choosy và picky. Ý là những người kén chọn, kén cá chọn canh, khó chịu, chọn rất là lâu, đúng không? Đó, thí dụ các bạn nói một người đó là a choosy person, là một người rất là hay chọn. Lúc nào cũng chọn trơn á, kén đó. Hay là picky, choosy gì đó. Don't be so choosy. Đừng có kén quá. Rồi, đến đây thì bài học của chúng ta đã hết rồi. Hẹn gặp lại các mến trò trong những bài học sau nha. Nhớ, học tiếng Anh cũng giống như leo cầu thang vậy đó, từng bước một. Mỗi ngày một chút nha. Xin chào tạm biệt.